Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của buổi chiều ngày hôm nay và tại thời điểm này là 2 giờ 22 phút ngày 15 tháng 1 năm 2024. Cô chủ shop cũng đã nhận được 8 đơn hàng của những vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh những chiếc máy hút ẩm có các dung tích từ 14 đến 26 lít trên một ngày. Vâng vậy, sản phẩm 8 chiếc máy hút ẩm cô chủ shop đã trưng bày tại đây để test gửi khách hàng ngay trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai, cô chủ shop sẽ gửi hàng cho những vị khách hàng ở xa qua đường bưu điện. Còn những vị khách hàng ở gần, cô chủ shop sẽ gửi xe khách, các bác sẽ nhận hàng trong ngày hoặc trong buổi sáng ngày mai. Vâng vậy, 8 chiếc máy hút ẩm ở đây thì trong đó có 4 chiếc máy Mitsu chân voi trên 20 lít. 4 chiếc này thì đều trên 20 lít và có 3 chiếc mít mỏng có dung tích hút 14 lít trên 1 ngày. Và có duy nhất một chiếc sáp có đèn xanh, cô chủ shop để cạnh góc ngoài cùng kia thì có một chiếc sáp thôi. Cũng được khách hàng quan tâm và chốt đơn rồi nên là cô chủ shop sẽ lên đơn cho 8 bác khách hàng. Hình như là 5 hay 6 bác khách hàng thôi, còn đâu có một bác chốt, hai bác chốt hai chiếc. Còn mỗi bác chốt một chiếc, còn những chiếc máy hút ẩm còn lại đây ạ. Còn lại đây. Cô chủ shop xếp gọn ra đây và lát 8 chiếc kia đi thì cô chủ shop lại xếp 8 chiếc ra đó. Trong đó thì có 2 chiếc máy mới tinh được sản xuất năm 2023. Giá những chiếc máy mới tinh tại thời điểm như bây giờ đang có mặt tại đây cực kỳ là hợp lý, 9 triệu bao ship toàn quốc. Và những chiếc máy bãi từ dung tích hút 14 lít trở lên đến 26 lít trên một ngày có giá từ 4 triệu rưỡi cho đến 6 triệu 8 một chiếc. Những chiếc đẹp xuất sắc như thế này nhé. Cửa hàng còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 chiếc máy. Thì trong đó có 2 chiếc máy mới. Và tiếp tục trong buổi tối ngày hôm nay thì hàng lại về tiếp. Và đây là danh sách để cô chủ shop sẽ đọc những vị khách hàng nào chốt những chiếc máy hút ẩm ở đây ạ. Xin gửi chiếc máy sáp và một chiếc máy 25 lít này. Chiếc máy sáp ở ngoài cùng có đèn đây. Đấy. Tắt đi thì nó không lên đèn. Tất cả các phím bấm thì ở đây hết rồi. Đấy, lên đèn nhá. Rất đẹp luôn. Chiếc sáp này cũng rất hiếm có, 25 lít trên một ngày. Và chiếc Mitsu chân voi này cũng 25 lít. Thì cô chủ shop xin gửi cho anh Thùy Trâm, có địa chỉ tại ngõ 10 đường Tôn Đức Thắng, phường Linh Khánh, thành phố Linh Bình. Anh là vị khách hàng chốt 2 chiếc và cũng là những vị khách hàng thân quen với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rồi. Vậy 2 chiếc này là bác khách hàng có địa chỉ ở Linh Khánh, Linh Bình chốt đơn. Tiếp theo đến chiếc có đèn, chiếc hút có đèn đây. Chiếc này thì hôm trước cô chủ shop cũng thông báo trên kênh là chiếc này giá đắt hơn với những chiếc không có đèn, vài trăm nghìn. Thì chiếc này xin gửi cho anh Trần Quang Vinh. Anh có địa chỉ ngã 3 phố Đống Sưng, phố Đống Sung, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Đây anh chốt chiếc có đèn nhá. Có đèn thì chỉ bật lên, có đèn xong nó lại ngắt thế đấy ạ. Chiếc này thì về cũng chắc phải tầm nửa tháng rồi. Nhưng cũng kém khách bởi vì nó chỉ có cái đèn lên thôi nhưng mà nó cũng đắt hơn vài trăm nghìn. Tiếp theo xin gửi chiếc thứ tư cho anh Xuân Thành. Anh Xuân Thành, anh có địa chỉ tại thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc. Một chiếc 25 lít. Một chiếc 25 lít ạ. Cô chủ shop năm nay không ghi số của sản phẩm, nhưng bác khách hàng nào mà chốt đơn chỉ cần nói phòng rộng bao nhiêu, cô chủ shop sẽ tư vấn và chọn cho các bác những chiếc hợp lý nhất để các bác sử dụng cho nhà khô thoáng sạch sẽ. Thì các bác yên tâm, không cần phải dán giấy lên nữa. Dán lên thì những cái băng dính vào nó cũng rất là bẩn. Xin gửi tiếp chiếc thứ 5. 1, 2, 3, 4. Chiếc thứ 5, 25 lít. Cho anh khách hàng có địa chỉ ở số 5. Số nhà 5, ngõ 5, Nã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Chiếc này thì cô chủ shop sẽ gửi xe trong buổi tối ngày hôm nay. Sáng mai anh sẽ nhận hàng. Và tại thời điểm này hơn 2 giờ xe quen của cô chủ shop đã chạy rồi. Xin gửi cho anh Viên, có địa chỉ tại Bô Thời, Khoái Châu, Hưng Yên. Anh hôm trước thì anh đã chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh một chiếc máy 14 lít rồi và anh đã nhận hàng rất là ok. Thì ngày hôm nay anh chốt thêm 2 chiếc nữa cũng 14 lít
cho người thân quen của mình. Đây là hai chiếc của anh Viên. Hai chiếc này xin gửi cho anh Viên, đều là 14 lít, chạy điện 220V. Máy này thì chạy rất êm, mít này thì nó có dáng mỏng nhá. Xin gửi cho anh Viên hai chiếc. Tiếp theo một anh khách nữa là Phạm Quốc Hưng. Xin gửi cho anh ở Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lung, Yên Lập, Vĩnh Phúc một chiếc 14 lít. Đây ạ, chiếc 14 lít của anh đây. Vậy ba chiếc 14 lít ở đây. Ba chiếc 14 lít ở đây. Và bên cửa hàng còn một chiếc 14 lít nữa ạ. Đây, chiếc 14 lít đây. Còn duy nhất một chiếc 14 lít. Chiều hôm nay về không biết có hàng 14 lít không. Vậy 8 chiếc máy hút ẩm được cô chủ shop đã đọc danh sách của những vị khách hàng ở đây thì cô chủ shop sẽ gửi ngay trong buổi chiều ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần, để các bác sẽ nhận hàng sớm nhất và sử dụng những sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh cung cấp. Vậy clip này cô chủ shop xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 vị khách hàng đã chốt 8 chiếc máy hút ẩm ở đây. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ. Xin thân ái chào tạm biệt.